Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chế tạo Nam Sơn. Nam Sơn đã trở thành đối tác tin cậy, đem lại sản phẩm tiên tiến, giải pháp tiết kiệm hiệu quả cao cho đối tác trong việc vận chuyển nguyên liệu, nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất. Sản phẩm của công ty được tiêu thụ và đánh giá hiệu quả cao tại Việt Nam. Tính đến năm 2018, Nam Sơn đã xuất khẩu sang các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Philippines.